Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Trần Thiền đây. Thì hôm nay mình thấy trên trang web của trang này thì có một cái poster như thế này. Thì mình đã về và hướng dẫn anh em cái cách để chúng ta thiết kế một cái poster như thế này. Và đây là cái poster mà sau khi mình làm xong thì nó sẽ như thế này đây. Rồi đầu tiên thì các bạn vào file new, chúng ta tạo một file mới. Ở đây thì mình sẽ đặt kích thước cho nó là 1500 nhân cho 2100 này. Cái này là màu RGB này. Chúng ta nhấn click. Rồi đầu tiên thì các bạn click tắt cái khóa này đi. Chúng ta click file chuột, các bạn chọn blending option này. Trong cái mục color overlay thì các bạn sẽ tô cái màu này nha. Ta nhấn ok. Rồi tiếp theo thì các bạn tạo một cái layer mới, các bạn click vào cái biểu tượng này này. Đó, và các bạn dùng drop tool. Đây. Cái size thì các bạn sẽ cho nó lớn lên. Đó, nhiều đây rồi. Ở đây thì các bạn sẽ tô màu trắng cho nó này. Và đây thì các bạn chọn cái này nha. Và các bạn vào đây, các bạn click click vào đây đó. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho cái hình này vào. Thì các bạn vào file, chúng ta open, nó lên à. Rồi tiếp theo thì các bạn click vào cái thằng selection tool này này, các bạn click vào này, select subject này. Ở đây thì mình sẽ nhấn Ctrl D này. Các bạn chọn Quick. Các bạn chọn Ma Quick Tool nha. Rồi các bạn click vào đây này. Đó. Rồi các bạn ấn ấn giữ phím Ctrl Shift đi ngắn. Và chúng ta dùng Move Tool. Các bạn cầm, các bạn kéo nó qua. Rồi các bạn có thể nhấn Ctrl T và chúng ta phóng to nó lên chút xíu. Rồi các bạn có thể xoay nó như thế này. Đó. Rồi sau đó thì mình nhấn Enter nha. Ở đây thì cái hình này thì mình cầm, mình kéo nó di chuyển xuống phía dưới này chút xíu này. Các bạn có thể nhấn Ctrl T và chúng ta ấn chữ phím Shift Alt để phóng to nó lên. Rồi mình sẽ nhấn Enter. Tiếp theo thì các bạn sẽ vào các bạn vào file này, Play này. Chúng ta sẽ cho cái hình giọt nước này vào. Các bạn xoay nó như thế này. Sau đó thì mình sẽ nhấn Enter. Tiếp theo thì các bạn click file chuột lên layer này và các bạn chọn thằng Grid Living Map này này. Ở đây thì mình sẽ cho cây màu là short line này. Đó. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ vào đây này, các bạn chọn Hue Saturation này. Ở đây thì các bạn có thể kéo cái này lên chút xíu này. Rồi. Rồi tiếp theo ở đây thì mình sẽ cho cái hình sữa này vào này. Đó. Bạn tắt cái này đi. Chúng ta vào file open. Đây. Bạn dùng mũ tool này, các bạn cầm, các bạn kéo qua nha.
bạn cầm kéo nó xuống phía dưới này này. Các bạn có thể nhấn Ctrl T và chúng ta ấn dựng phím Alt đi, các bạn bóp nó vào chút xíu. Đó. Chúng ta có thể nhấn Enter. Ở đây thì mình sẽ xóa cái này đi. Đó. Thì các bạn click vào cái biểu tượng layer mask này này. Và ở đây thì các bạn sẽ tô màu đen cho nó nha. Và dùng Drag Tool. Rồi các bạn có thể xóa đi những cái này đi. Bên này cũng vậy. Rồi. Tiếp theo thì các bạn sẽ cho những cái hình trái táo này vào này. Đó, hình lá cây này này. Ở đây thì mình có đào sẵn hình lá cây này về này. Cái file nguyên liệu thì mình đặt lên ở phía dưới nha. Các bạn dùng Lasso Tool này. Khoanh cái này. Dùng Move Tool này. Cầm các bạn đưa nó qua đây. Ở đây thì mình nhấn Ctrl T và mình xoay nó như thế này. Các bạn ấn giữ phím Shift Alt để chúng ta phóng to nó lên. Rồi các bạn nhấn Enter nha. Các bạn cầm kéo nó xuống đây này. Đó. Rồi ở đây thì mình sẽ cho cái chế độ hoạt trộn là chế độ này này. Opacity thì mình sẽ giảm xuống là 60 đi. Đó. Rồi tiếp theo thì các bạn vào đây. Các bạn dùng Layer Tool này. Khoanh tròn cái lá này. Dùng Move Tool. Cầm và đưa nó qua đây. Rồi chúng ta nhấn Ctrl T, các bạn xoay nó như thế này. Ấn giữ phím Shift Alt. Sau đó thì mình sẽ nhấn Enter. Ở đây thì cho cái chế độ hòa trộn này. Cái này Opacity là 60. Rồi chúng ta các bạn nhấn Ctrl Z, nhân đôi cái layer này lên. Sau đó các bạn nhấn Ctrl T và ấn giữ phím Shift Alt để bóp nhỏ nó lại chút xíu. Các bạn đưa nó ra đây. Sau đó thì mình nhấn Enter. Rồi chúng ta tắt cái này đi. Tiếp theo là hình những hình trái táo này. Đó. Thì các bạn vào file open. Các bạn mở cái hình này lên. Thì các bạn sẽ dùng Layer Tool này. Các bạn khoanh tròn nó như thế này. Đó. Dùng Move Tool các bạn cầm các bạn đưa nó qua đây. Các bạn có thể đưa nó lên đây này. Đó. Tiếp theo thì các bạn nhấn Ctrl T nha. Chúng ta click file chuột. Và các bạn cho cây nó xoay sang phía bên này. Các bạn ấn giữ phím Shift Alt này. Đưa nó ra đây. Sau đó thì mình sẽ nhấn Enter. Tiếp theo thì ở đây thì các bạn sẽ vào thằng này. Các bạn vào cái này. Ở đây thì các bạn có thể kéo này lên chút xíu này. Các bạn nhớ click vào bên này nha. Đó. Rồi. Tiếp theo thì các bạn cũng vào bên này. Và đây thì mình tắt cái này đi.
Các bạn vào file này, open này. Các bạn sẽ open cái hình này lên. Ở đây thì mình sẽ dùng Move Tool và mình cầm, mình kéo nó qua đây. Rồi tiếp theo các bạn nhấn Ctrl T để chúng ta, các bạn ấn giữ phím Shift Alt để chúng ta bóp nhọn nó lại. Xoay nó như thế này. Ta nhấn Enter nha. Rồi các bạn cầm đưa nó lên trên cùng này. Đó. Tiếp theo thì các bạn vào Filter Blue này. Cushion Blue này. Các bạn cho nó nhòe như thế này nha. Kéo lên thì nó nhòe hơn này. Đó. Nhấn OK. Tiếp theo thì các bạn có thể vào Filter Blue này. Các bạn cho cái hiệu ứng nó di chuyển này. Đó. Rồi ở đây thì mình sẽ cho nó như thế này. Chúng ta nhấn OK. Tiếp theo các bạn nhấn Ctrl G này. Để chúng ta nhân đôi cái layer này lên. Và các bạn cầm, các bạn đưa nó xuống đây. Các bạn có thể ấn Ctrl T và chúng ta phóng to nó lên chút xíu. Sau đó thì mình sẽ nhấn Enter nha. Rồi hình trái, mình sẽ đưa hình trái táo và hình lá cây ra. Tắt cái này đi. Chúng ta vào File, Open. Các bạn sẽ mở cái hình này lên. Rồi ở đây thì các bạn sẽ lấy cái phần này. Thì mình sẽ dùng Laser Tool. Và mình khoanh nó như thế này. Các bạn ấn chung cách nha. Và các bạn cầm, các bạn di chuyển nó như thế này. Đó. Rồi tiếp theo thì các bạn click vào cái phần dấu cộng này này. Đó. Thì đây thì các bạn cần thêm nữa thì các bạn, đó, các bạn khoanh như thế này. Đó là nó lấy thêm cái phần này cho mình. Còn nếu các bạn mà nó dư ở đây này thì các bạn có thể click vào cái này này. Đó, mình khoanh đây. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ dùng Move Tool, các bạn cầm, các bạn đưa qua nha. Ở đây thì mình sẽ sang bên này, mình lấy hình này cho nhanh này. Đó. Rồi tiếp theo thì các bạn có thể vào đây. Các bạn vào thằng Hue Saturation này. Ở đây thì các bạn có thể kéo cái này lên chút xíu. Rồi. Rồi tiếp theo các bạn là ở đây này, các bạn chọn cái layer này, các bạn nhấn Ctrl G nha. Chúng ta nhân đôi cái layer này lên. Và các bạn cầm, các bạn đưa nó lên phía trên này. Rồi ở đây thì mình nhấn Ctrl T này. Các bạn ấn giữ phím Shift Alt để chúng ta bóp nhọn nó chút xíu. Và các bạn đưa nó xuống đây. Chúng ta nhấn Enter. Ở đây thì tiếp tục các bạn vào Filter. Các bạn vào Blue này. Cushion Blue này. Ở đây thì mình sẽ cho nó nhòe như thế này thôi. Nhấn OK. Tiếp tục vào Filter. Blue này. Vào cái này này. Đó. Rồi chúng ta nhấn OK. Và các bạn nhấn Ctrl G, chúng ta nhân đôi cái layer này lên. Các bạn cầm, các bạn đưa nó lên đây. Chúng ta có thể nhấn Ctrl T và các bạn ấn giữ phím Shift này. Phóng to nó lên. Chúng ta nhấn Enter. Rồi bây giờ thì mình tắt cái này đi. Và bây giờ các bạn sẽ đưa cho những cái hình lá cây vào. Các bạn cũng vào File, Open. Mở cái hình lá cây này lên. Các bạn sẽ dùng Laser Tool này. Các bạn quanh tròn như thế này. Và chúng ta dùng Move Tool cầm đưa nó qua đây. Đó. Bạn có thể nhấn Ctrl T này. Chúng ta ấn giữ phím Shift Alt để chúng ta bóp nhọn nó lại. Sau đó thì mình nhấn Enter.
Tiếp theo, cái hình này cũng vậy, dùng like cho tool này. Rồi dùng move tool và cầm đưa nó qua. Các bạn có thể nhấn Ctrl T và chúng ta xoay nó như thế này. Ấn giữ phím Shift Alt, phóng to nó lên chút xíu. Đưa nó vào đây. Sau đó thì mình nhấn Enter. Và các bạn kéo nó xuống đây. Đó. Rồi tương tự dùng. Rồi bây giờ thì mình sẽ dùng tay tool và mình ghi nội dung vào thôi. Mình dùng tay tool này. Các bạn nhấn Ctrl T nha. Chúng ta ấn chữ phím Shift Alt này, phóng to nó lên. Sau đó thì mình sẽ nhấn Enter. Và tiếp theo các bạn click vào đây này. Ở đây thì các bạn sẽ chọn phông chữ cho nó này. Đó, size này, màu này. Đây mình sẽ cho nó là màu trắng nha. Ta nhấn OK. Rồi tiếp theo thì các bạn click vào cái title này đi. Ở đây thì nó có cái biểu tượng này này, các bạn click vào đây. Và ở đây thì mình sẽ cho cái này nha. Đây là 10 thôi. Đó, chúng ta nhấn OK. Rồi tiếp theo thì các bạn click vào cái này này, các bạn chọn cái hình này này. Rồi chúng ta nhấn Ctrl G. Và các bạn nhấn Ctrl T và chúng ta cầm đưa nó xuống đây. Các bạn có thể ấn giữ phím Shift Alt nha. Ta phóng to nó, thu nhỏ nó chút xíu này. Sau đó thì mình nhấn Enter. Ở đây cái hình trái táo này thì mình sẽ cho nó nằm xuống bên dưới này này. Đó, dưới này đi. Đây thì mình sẽ nhấn Ctrl T này, xoay nó như thế này. Sau đó thì mình sẽ nhấn Enter. Và ở đây thì mình sẽ ghi chữ là Nutriput.
Rồi như vậy thì mình đã hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta thiết kế một cây poster như thế này. Thì các bạn nào mà có thắc mắc gì thì cứ để lại bình luận nha. Nếu thấy hay thì like cũng như đăng ký kênh ủng hộ mình. File thiết kế cũng như file nguyên liệu thì mình có đặt link ở phía dưới ấy. Rồi cảm ơn các bạn nhiều.